Nghĩ là mình lên sân khấu mình cũng nói những cái lời yêu thương như thế này, thì anh cũng nói là ủa em muốn nói với anh cái gì thì em cứ nói thôi, đâu có cần phải bước lên sân khấu để nói cho mọi người nghe đâu. Bởi vì trước giờ là mọi cái chuyện mà mình từng trải qua những khó khăn thì cũng chỉ có hai đứa mình biết thôi, nên là kiểu như bây giờ là có chuyện gì thì cũng nói chung là cùng mỗi mình chia sẻ với nhau là được rồi. Tóm lại là em cảm thấy là anh cũng đúng, và em cũng muốn nói rằng là em thương anh rất là nhiều.